Trường ơi, lâu thế. Để em mở cho. Em biết mở à? Mở được này. Mật khẩu là ngày sinh của anh Cường, anh không nhớ á? Đi vào đi. Hay đi vào nhà đi. Bọn này. Thôi đi. Giày ở đâu nhỉ? Để đây này. Để trong nhà đây. Thank you em. Nhìn gì? Đi vào thôi. Nhà vệ sinh kia ở không? Công tác ở đâu đấy? Đây này. Thank you em nhé. Nope. Được rồi, nó đổi cái quả sao con nhập vãi em được đấy. Để xem nào. Con nhập bộ cái. Đi. Em mở cho. Được rồi đấy. Thank you em nhé. Sao em biết được cổ wifi rồi đó, nó mới đổi mà. Thì em nhập ngày tháng năm sinh cùng thôi. Chúng mày xấu xa chuyện gì đúng không?